Cảm ơn Xuân Phương. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ mà chúng tôi vừa nhận được từ CNN. Kính thưa quý vị, tin từ San Diego, các quan chức của Sở Cứu Hỏa và của quận San Diego cho biết một vụ cháy rừng bộc phát kinh khủng trong vòng hơn một dặm vuông đã xảy ra, khiến hơn 20.000 gia đình và các cư dân sống trong vùng lân cận phải di tản đến một trường trung học ở gần đó. Một số đường hẻm núi đã đóng, với sự hỗ trợ của máy bay phun nước, hàng trăm nhân viên có khống chế ngọn lửa tàn khốc, để đám cháy không lan vào khu phố San Diego được gọi là ngọn lửa Bernardo. Hỏa hoạn xảy ra đúng vào mùa cháy rừng khi tiểu bang California đang ở giữa những đợt hạn hán tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ. Các quan chức lo ngại hỏa hoạn đặc biệt bộc phát và hoàn hành trong năm 2014, vì thế đã báo động phòng chống hỏa hoạn ở mức độ cao kể từ năm ngoái. Ông Lin Tomachov, phát ngôn viên của Cục Bảo vệ Lâm nghiệp và Cháy rừng tại California cho biết, không có báo cáo nhà cửa bị thiệt hại hay phá hủy vì hỏa hoạn, cũng không có thương vong.